Trấn Thành, có người không quen biết yêu cầu nhường vé, quý vị có đồng ý? Tối mùng 3 tháng 3, nghệ sĩ Trấn Thành chính thức lên tiếng sau một ngày im lặng kể từ khi xảy ra ồn ào bao rạp mua vé xem phim. Trên trang cá nhân, Trấn Thành chia sẻ bài đăng giải thích rõ chi tiết xoay quanh sự cố đặt vé xem phim tại rạp vào tối mùng 1 tháng 3. Đầu tiên, anh gửi lời xin lỗi khán giả N.V vì đã hiểu lầm hai chuyện. Thứ nhất, bạn hiểu lầm ý của tôi khi bạn đặt vấn đề hỏi tôi nhường vé. Thứ hai, bạn đã hiểu lầm là tôi chen hàng và giành mua vé trước bạn, nam nghệ sĩ nói. Trấn Thành cho biết anh là người thích đi xem phim tại rạp và xem hầu hết mọi thể loại, từ phim Mỹ, Hàn Quốc đến Việt Nam. Mỗi khi ra rạp phim, nghệ sĩ thích đi với anh em, bạn bè, người thân, trong đó đa số là diễn viên và dân làm phim. Tôi thường chọn một rạp thật nhỏ để đặt riêng cho mọi người cùng xem và có thể cùng bàn luận về phim mà không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của người khác. Tôi là khách hay đi xem phim nên tôi luôn liên lạc với các bạn quản lý ở các rạp để hỏi suất chiếu và đặt vé trước từ sớm, Trấn Thành giải thích. Về sự việc tối mùng 1 tháng 3, nghệ sĩ nói anh nhắn tin cho quản lý rạp CGV khoảng 17 giờ yêu cầu một rạp để xem phim sau 22 giờ 30 phút. Người quản lý gọi điện ngay sau đó thông báo là có một rạp nhỏ gồm 22 ghế, suất chiếu 23 giờ 10 phút và anh đồng ý mua hết vé cả phòng này. Khi đến rạp lấy vé, Trấn Thành được nhân viên quầy vé mời vào quầy để trả tiền và nhận vé đã được đặt trước đó. Trong lúc tôi trả tiền, có một người khách, có thể là bạn Vi, kêu tôi bảo, anh ơi, anh mua hết vé rồi hả? Anh nhường em hai vé đi. Tôi bảo, xin lỗi, không được em, anh đã đặt riêng và mua hết vé phòng này rồi. Sau đó, bạn ấy vẫn khư khư, anh nhường em hai vé thôi mà. Lúc đó tôi mới nói, không được đâu em ơi, anh cần sự riêng tư, bạn tỏ ra rất khó chịu với tôi, Trấn Thành kể lại. Đạo diễn nhà nữ cho biết anh không thoải mái khi nhận lời đề nghị nhường hai vé từ bạn N.V. Bất ngờ có người không quen biết, chưa hỏi mình xem phim gì, chưa hỏi mình xem suất mấy giờ mà yêu cầu mình nhường hai vé cho bằng được trong khi vé đó tôi đã đặt trước và chỉ chờ để thanh toán, nghệ sĩ nói. Trấn Thành khẳng định việc đặt nguyên một rạp nhỏ để xem phim theo nhóm cho có không gian riêng tư là nhu cầu hết sức hợp lý và bình thường mà bất cứ ai cũng đều có thể làm được, không chỉ riêng nghệ sĩ, làm nghề làm phim dĩ nhiên vừa xem vừa muốn bàn về phim. Sợ ảnh hưởng đến người khác, đã nhắn tin book hẳn một phòng sớm từ 5 giờ chiều, cố tình chọn những suất trễ nhất trong ngày, tự nhiên ở đâu có người không quen biết bảo quý vị nhường hai vé để vào xem chung cho bằng được. Nếu quý vị là tôi, quý vị có đồng ý không? Trấn Thành bày tỏ, nam nghệ sĩ cũng khẳng định không chen hàng và giành mua vé trước, cũng không nói câu còn lại nhiều chỗ, anh bao cả rạp như N.V đã thông tin trong bài đăng, Trấn Thành nói. Với tâm lý là một người đã đặt vé trước như tôi, không có lý do để tôi trả lời như vậy. Tôi không dành mua hết những vé còn lại trong một suất chiếu thông thường mà đây là một suất riêng hoàn toàn do tôi đã đặt mua từ trước đó. Trấn Thành cho rằng đây là hiểu lầm không đang có và mong mọi chuyện sẽ được khép lại trong ôn hòa. Nam nghệ sĩ cũng chia sẻ, sự việc khiến anh phải gánh chịu rất nhiều ảnh hưởng không tốt. Qua bài đăng này, Trấn Thành cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả, người hâm mộ vì những hiểu lầm gây ảnh hưởng đến cảm xúc mọi người. Mong khán giả hiểu đúng bản chất của sự việc trên và lắng nghe câu chuyện từ hai phía để có góc nhìn công tâm và khách quan hơn. Diễn viên bố già nói thêm, đi kèm bài đăng, Trấn Thành cũng tung tin nhắn với quản lý CGV làm bằng chứng chứng minh anh đã liên hệ từ chiều mùng 1 tháng 3 để đặt vé bao nguyên rạp. Ca sĩ Hari Won, bà xã Trấn Thành, cũng đăng kèm ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn trò chuyện với Trấn Thành vào chiều mùng 1 tháng 3, trong đó có nội dung rủ ông xã đi ăn và được trả lời, tối nay 23 giờ 10 phút xem phim, anh bao phòng rồi. Ngoài ra, cô còn chia sẻ tấm ảnh chụp chiếc vé xem phim hạng Gold Class tối mùng 1 tháng 3 làm bằng chứng trước những nghi ngờ của dân mạng. Bình thường tôi sẽ là người thanh toán, nhưng do ngày hôm sau, tôi phải dậy đi làm sớm nên tối đó tôi không đi xem phim. Tôi còn phải nhờ một người em thu tiền 300.000 đồng từng người dùng, vì thường tôi sẽ đại diện thanh toán hết, nhận tiền từng người riêng. Hari Won chia sẻ thêm chi tiết câu chuyện. Trước đó, phóng viên dân trí đã liên hệ với khán giả N.V, phía nam nghệ sĩ và cụm rạp CGV để tìm hiểu sự việc. Sáng mùng 3 tháng 3, đại diện CGV Việt Nam cho biết với dân trí đây chỉ là hiểu lầm không đáng có và lấy làm tiếc vì sự việc xảy ra. Trong khi đó, vào chiều mùng 3 tháng 3, trả lời câu hỏi của phóng viên dân trí, khán giả N.V khẳng định sự việc diễn ra ra sao, tôi nói như vậy. Như dân trí đã đưa tin, tối mùng 2 tháng 3, khán giả tên N.V đăng đàn chỉ trích Trấn Thành có hành động không đẹp khi đi mua vé xem phim tại một cụm rạp ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Người này bức xúc vì nam nghệ sĩ nói với nhân viên bán vé còn bao nhiêu vé bán hết cho anh, để mặc khán giả đã xếp hàng từ trước không có vé. N.V kể rằng khi mở lời nhờ Trấn Thành nhường hai vé thì ông xã Hari Won đáp, anh cần sự riêng tư em ơi. Sáng mùng 3 tháng 3, quản lý cụm rạp CGV được nhắc đến trong sự việc cũng đã lên tiếng giải thích, cho biết đây chỉ là tình huống hiểu lầm. Người quản lý khẳng định Trấn Thành đã đặt vé từ trước và tối hôm đó đến để lấy số vé đã được đặt sẵn. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh TVT Movie, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và xem được những video mới nhất nhé!